Có rất là nhiều yếu tố cản trở đến cuộc yêu giữa hai vợ chồng khi mà bước vào độ tuổi trung niên. Yêu đương, tình dục ấy hầu như là đặc quyền đặc lợi của những cặp vợ chồng trẻ. Và vì thế thì khi mà đã có một chút tuổi rồi thì các chị em thường là không sẵn sàng. Khi mà bên kia đã mềm mà bên này lại gặp khô nữa, rồi bên kia đã mệt rồi thì bên này lại khó, rồi bên kia đã mỏi thì bên này lại khổ. Thế cho nên có rất là nhiều người họ coi cái chuyện ấy như là tra tấn lẫn nhau. Kính thưa quý vị khán giả, khi mà bước vào độ tuổi trung niên thì không chỉ có những sự thay đổi về sức khỏe, về các cơ quan trên cơ thể của mình mà còn có những yếu tố làm cho cản trở cuộc yêu của hai vợ chồng. Sau đây thì Trà My xin mời bác sĩ Lan Hải cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem qua một đoạn video clip. Theo ghi nhận, chuyện ấy ở tuổi trung niên ở nhiều cặp vợ chồng có khi thăng, khi trầm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Với phụ nữ, ở độ tuổi trung niên, cuộc sống đáng ra họ phải thảnh thơi hơn. Thế nhưng, một số người giữ quan niệm truyền thống của xã hội, cản trở sự hưởng thụ của họ. Họ không dám thể hiện những nhu cầu về chuyện ấy, để giữ uy tín, nhất là khi con cái đã lớn. Một số khác có định kiến sai lầm rằng, tình dục là của tuổi trẻ. Sự hấp dẫn tình dục chỉ có ở độ tuổi trẻ trung và họ mất dần sự tự tin. Thưa bác sĩ, chúng ta vừa xem qua một đoạn video clip và có rất là nhiều yếu tố cản trở đến cuộc yêu giữa hai vợ chồng khi mà bước vào độ tuổi trung niên. Và ngoài những yếu tố đó ra thì trong quá trình bác sĩ thăm khám, bác sĩ còn thấy còn những yếu tố nào ảnh hưởng đến cuộc yêu giữa hai vợ chồng nữa? Đúng như đoạn clip chúng ta vừa xem, hầu như những cái cản trở trong cái cuộc yêu của tuổi trung niên đến từ phía phụ nữ và đa số là do tâm lý của chị em. Chị em có những cái tâm lý rất là ngại ngùng, đó là nghĩ là yêu đương, tình dục ấy hầu như là đặc quyền đặc lợi của những cặp vợ chồng trẻ. Và vì thế thì khi mà đã có một chút tuổi rồi thì các chị em thường là không sẵn sàng. Một mặt khác là nó lại đến từ những cái yếu tố vật lý của cả hai bên mà người ta đã tổng kết một cách rất là dí dỏm. Người ta có ba cái từ để mà so sánh cái mối tương quan về tình dục giữa hai phái ở trong độ tuổi trung niên. Nếu như đàn ông có ba chữ M là mệt, mỏi, mềm thì phụ nữ chúng ta có ba chữ K, đó là khô, khó và khổ. Chẳng có gì mà khổ hơn khi mà bên kia đã mềm mà bên này lại gặp khô nữa, rồi bên kia đã mệt rồi thì bên này lại khó, rồi bên kia đã mỏi thì bên này lại khổ. Thế cho nên có rất là nhiều người họ coi cái chuyện ấy như là tra tấn lẫn nhau. Vì thế thì một lần một, lần hai người ta còn cố khắc phục, những lần sau người ta tặc lưỡi. Và vì thế thì họ đẩy cái cuộc hôn nhân của họ vào cái việc suy dinh dưỡng ở trên giường. Bạn nghĩ đi, trên một mâm cơm mà người ta hầu như ăn kiêng, hầu như các thức ăn ở trên đó thì cơ thể người ta có thể bị suy dinh dưỡng. Ở trên giường mà vợ chồng người ta cứ kiêng, cứ bỏ, cứ nhịn những cái bữa tiệc tinh thần và cả cảm xúc như thế thì cuộc hôn nhân của họ cũng có thể bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Vì thế khi mà cặp vợ chồng trung niên đã chớm có cái dấu hiệu ấy thì họ phải tìm cách khắc phục ngay, càng sớm càng tốt.